Bỏ đi. Mở mắt lên thầy. Thầy bỏ bị mù mà sao ta mở? Thầy bói mù, thầy bói mù. Dạ. À. Vẫn chốt đơn nha. Đi. Bây giờ mình đang có cái hoạt cảnh xem phim. Thầy bói mù xem chỉ tay. Nhịp tim đi lộ. Có những lúc là hơi tăng nhanh. Tăng nhanh do ngày cũng được bao nhiêu vậy? Kỹ đâu vậy ta? Nè, thêm bói lại ơi. Rồi đưa cái tay ra. Đưa cái tay ra thầy coi bói nè. Đó. Ủa thầy coi bói thôi giống bắt mặt quá vậy. Thầy coi bói. Dạ. Thầy nhắm mắt lại luôn. Thầy nhắm mắt lại. Cái gì? Mật nét. Ôi, tao có thể nhìn thấy được tương lai. Thầy thấy. Dạ, đặt hàng liền giùm mọi người ơi. Nào thầy mua cái nhà cho con. Dạ, không phải sao không mua cho thầy mà lại mua cho con. Dạ, chốt đơn cho mọi người ha. Dạ, mặt nạ lá chùm ngay, một hũ là 120g. Hôm nay tao mệt có mía mà không xài đó là ok luôn. Chết rồi, thằng ngủ nhặt hoài luôn á. Không hiểu sao luôn á bà đánh thức vậy đi. Kiểu như coi hoàng tử ếch á, thằng hoàng tử đang say ngủ á, đánh thức hoàng tử dậy bằng nụ hôn. Tỉnh lại. Thầy đang bị mù mà thầy có cảm thấy có một hơi thở rồi đấy, cái thầy mặt thầy sáng luôn, thầy hết mù luôn. Chốt đơn giùm em, chốt đơn giùm em nha, bọn ngồi khổ hỗ trợ nha, chốt đơn nha. Mắt thầy đang liêm diêm. Hỗ trợ cho em công sức em nấu cơm. Một hơi thở nhanh lên mọi người. Dạ mọi người vào giùm em nha mọi người. Vào mua liền giùm em, chốt đơn liền giùm em nha mọi người ơi. Mua liền nha. Thầy dạ. Tỉnh rồi, bạn ơi. Sợ sơ hở là bị bạn để thầy bán hàng. Mọi người ơi, bây giờ trước mặt của mọi người rất là nhiều những cái sản phẩm nha. Và không biết là ngày hôm nay chúng ta đang được tri ân giá gốc. Đây là bây giờ còn 2 phút nữa cho mặt nạ lá chùm ngay lên mới. Có 260 thôi. 360. Ai mua lần đầu tiên là còn thì đấy là người lần đầu tiên mua hàng. Đúng rồi. Bây giờ một mã, một phút cuối cùng em lên mã mới. Mọi người muốn em ghim mã nào em hỗ trợ ghim nha, còn tư vấn gì em tư vấn cho cả nhà nha. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà mình ha. Ok, chỉ cách sử dụng mặt nạ yến mặt rồi. Ở trong gói mặt nạ chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng ở mặt sau.